À, con chào cô ạ. À. Dạ. Mình đi bán vé số hả cô? Dạ, cô bán vé số á, trời hôm nay cô đi lượm lận. Ồ. Dạ con có đi trên đường ấy thấy cô là đang đẩy hai bé đi theo nè. Đây là dạ. Cháu hay là con cô vậy? Cháu nội. Cháu ngoại hả? Cháu nội. Ồ. Rồi sao lại mình lại để mấy bé đi như này? À, tại vì ba nó bị ở tù rồi, và mẹ nó bỏ đi rồi. À, cô có thể là mình lên trên này đi, mình ngồi cho con trò chuyện hỏi dạ, thăm được. Chút nhé. Dạ dạ. Dạ. Xin chào tất cả quý vị, thì ngày hôm nay Thắng có đang đi trên đường Nguyễn Văn Linh ở khu vực quận 7, thì Thắng có gặp ba bà cháu đang đi lượm ve chai. Hình ảnh này thì em nghĩ rằng là cũng rất là quen thuộc đối với tất cả quý vị trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì mỗi hoàn cảnh họ có những cái sự khác biệt và có những cái nỗi khổ riêng. Thì hôm nay em cũng ghé để hỏi thăm xem là cái hoàn cảnh của cô ra làm sao, tại vì thấy hai đứa bé cũng khá là dễ thương, một người một trai một gái đang đi lượm ve chai đây. Con cũng xin trình bày với cô là như này ha. Dạ. Con có làm bên YouTube ấy, con quay thiện nguyện ấy. Dạ. Thì hôm nay cũng tình cờ là gặp cô với lại hai bé là đang đẩy xe trên đường. Dạ. Cô có thể là chia sẻ cho con rõ hơn là mình ở đâu cũng như là hoàn cảnh ra làm sao mà lại phải để cho hai cháu đi theo nheo nhóc như thế này ạ? Dạ, bà nó ở tù rồi. Ông bà nó bỏ đi lấy người khác rồi. Giờ bà cháu sống ở nhà bên đây nè. Dạ. Bên câu lỗ bên đây, làng tao bên đây nè, 1.200.000. Vâng. Rồi qua bà xã sống, nuôi dạ. Cháu rồi. Vậy là ba của bé là đi tù. Dạ. Mẹ của bé thì đã đi lấy người khác rồi. Bỏ hai bé đi theo người khác rồi. Lâu chưa cô? 5-6 tháng nay, ba nó bị tháng 3. Vâng. Rồi chắc tháng 5, tháng 6 gì đi lấy chồng tới giờ luôn á. Về thăm con, không có cho tiền. Rồi hỏi kêu mày cho tiền con mày, nó nói sao? Nó không có tiền, giờ kiếm bán thận nó đi. Nó nói vậy á. Rồi cô với tức cô nói vậy tao nuôi con mày chắc tao cũng bán mấy chục lá thận rồi đó. Vâng. Nhưng mà là ba bé đi được khoảng 2-3 tháng thôi là chị đã đi theo người khác rồi. Đúng rồi, nó nói giờ nó nuôi không nổi, giờ không ẩm thì nó đi cho người khác. Vâng. Rồi cô thấy vậy cô mới ẩm nuôi nhỏ này thằng này. Còn nhỏ dạ. Này là nuôi hồi lúc ba nó bị bắt tới giờ luôn. Vâng, vậy là cô là vừa nãy cô nói là cô là bà nội đúng không? Dạ đúng rồi, bà nội. Rồi như thế này thì bên ngoại có biết gì không hả cô? Bên ngoại thì bà ông ngoại nó thì có vợ sau này rồi, 3-4 đứa con nữa nên ông biết, ông có qua lại gì thường. Rồi từ ngày cưới mẹ nó tới giờ thì chỉ có đám cưới thôi, rồi xong rồi ông không có qua lại, ít qua lại với bên ngoại nó lắm. Vâng. Sao vậy? Con. Tại cháu nó bị lưỡi đạn á. À, muốn bà bé hả? À. Cái nhóm nghèo. Cô bây giờ là chú đâu à? Không, tôi thôi nay 7 năm rồi, 7-8 năm rồi. Cô cũng thôi chú rồi hả? Dạ, tại vì ổng không biết lo làm ăn nên ba bảy rồi khổ quá, ở càng ngày càng khổ quá nên không có ở nữa. Nên đi thôi rồi giờ ba bà cháu sống. Vâng. Rồi đó chưa ba nó chưa bị bắt á thì cô bán. Bây giờ ba nó bị bắt rồi cô không có bán gì được hết á, giữ hai nhỏ. Rồi là hai bé này thì là nhiêu tuổi rồi cô? Con nhỏ này tháng 3 là được 3 tuổi. Vâng. Còn nay được 17 tháng rồi. Sự việc nó cũng đã như thế rồi. Dạ. Thì cô là một mình để làm rồi nuôi hai cháu. Dạ. Thì nó gặp khó khăn như thế nào cô có thể chia sẻ cho con được không? Dạ thì nó hơi tiền bạc thì nhiều khi đôi lúc có tiền mua sữa, hai đứa cháu cùng uống sữa. Cho em đi con. Hai đứa còn bú sữa đó em. Dạ. Nên hơi bị túng tiền nhiều khi sữa, thùng ăn uống các thứ nữa. Tiền nhà, tiền cửa nữa. Vâng. Cho em đi con, bà nội. Có hai nói dành, nội thương, đi với nội nè, đi nội. Mà muốn đi học hay sao mà có cái cặp sách nó ham đi học, đi ngang, đẩy đi ngang trường học, nó con muốn đi học. Vậy hả? Rồi bà nội nói thôi con gán đi, bà nội không có tiền nữa cho con đi học. Vâng. Bây giờ người ta cho cặp 8, nãy giờ nó ôm hoài á. À, là người ta mới cho cô hả? Dạ, tao mới cho đó, cho bịch với chai ở đây nè, ngày nào tao cũng cho cô hết á. Vâng. Như người ta bán, người ta để dành, ta thấy cô lại, người ta cho. Dạ. Ở đây ngày nào cô cũng đi đường này hết á.
Vâng, cô là mình quê ở đâu cô? Dạ cô quê thành phố này, ở quê ở Long An. À, Long An. Mà cha chết rồi giờ đất đai con gái không có được cái gì hết. Bây giờ cô lên đây sống mấy chục năm nay đây, giải trước giải phóng tới giờ. Ngày xưa thì công việc của cô là cô làm gì? Cũng mua ve chai mấy chục năm trước á. Rồi sau này cô buôn bán bắp nấu rồi bán hủ tiếu, bán tùm lum cô đủ nghề hết con. Ừ, cô bán đủ hết á. Sao cô không bán hủ tiếu nữa mà lại đi làm cái này? Cô hỏi con hai đứa nhỏ này, lỡ cô nấu rồi nước sôi đồ này kia rồi với hai không có vốn. Vâng. Rồi mùa dịch đó rồi cô đã ở nhờ người ta. Ở 4 năm tháng ba bà cháu ở. Vâng. Bây giờ hết dịch rồi đi tự đi ra đường kiếm sống ăn. Trời ơi nhìn con bé dễ thương ghê ha. Dạ. Nó ham học lắm mà không nó còn nhỏ. Hello quá. Con. Dạ đi con, dạ đi. Trời ơi, nhìn đáng yêu bác cười cho xe nào, cười bên cười, xe cười nào? Cho bác coi coi, cười cho bác coi đi. Thôi đừng chỉ á, chỉ xe tàu rồi á. Hello, hello. Yeah, con cười đi con. Khóc hoài vậy? Nó bị lưỡi đạn á. Vâng. Nó đau á. Dạ. Giờ cô cho nó ăn rồi cho nó uống thuốc vô mới mua thuốc. Rồi ba bà cháu ăn uống gì chưa? Dạ sáng chưa rồi. Mới mua hộp cơm á. Vâng. Từ sáng giờ bé mới đẩy ra rồi cho bé ngủ đã rồi bé vậy dậy rồi cô bán đi. Hết 100 tờ vé số rồi. Dạ bán rồi tối hôm qua tới 10 giờ mới hết. Vâng, còn bây giờ là đi được về trại. Dạ, dạ, thì cô dạ. Tính mấy giờ là mình về nghỉ? Dạ chưa, 11, 12 giờ về cho hai bé ngủ. Ngủ tới 3, 4 giờ chiều bắt đầu cháu mới đi lựa, đi lấy vé số rồi đi bán luôn. Ủa vậy thì nghỉ được lúc rồi xong rồi dạ, lại đi. Đi dạ. Thì giờ đêm là khoảng mấy giờ rồi cô về? Chính bán hết cái số giờ nào về giờ nấy, 10 giờ khi 11 giờ. Vậy hả? Dạ. Còn không hết thì sáng hôm sau bán? Dạ, sáng hôm sau giờ này bắt đầu đi cho nó ăn rồi bán. Lo dạ. Bán hết cái số mới đi lượm, còn cái số là không có lượm. Dạ. Nhưng mà lượm ít lắm, nhiều khi người ta kêu người ta cho chứ nhiều khi thùng rác đồ hôi hám nên không dám lượm nhiều. Vâng. Lượm mấy cái nào sạch ở ngoài đường thôi. Dạ. Tại vì hai bé nó còn nhỏ quá không dám lượm mấy cái ở trong thùng rác. Đây là hình ảnh ba bà cháu. Thì em mới tìm hiểu sơ qua thì được biết là ba của bé cũng đã phải đi tù. Bên cạnh đó thì mẹ cũng đã bỏ hai bé và đi lấy người khác rồi. Rồi cô ơi, cho con hỏi là trong cái quá trình mà dịch bệnh vừa qua đấy, trong mấy tháng dịch bệnh vừa qua thì ba bà cháu gặp khó khăn như thế nào ạ? Ba bà cháu cũng khổ nhưng mà nói ngay ở nhờ nhà người ta, ta thấy vậy ta cho ở. Vâng. Ở trong 4 tháng rồi cơm nước rồi nói ngay người ta cũng lo cho cô. Vâng. Rồi sửa sùng ở sớm với ai mà trên nhà nước mà cho sửa đó là cái tổ trưởng xin cho cô. Vâng. Rồi cho hai bé bú với người này người kia ở sớm ra cho sữa. Dạ. Rồi hết 4 tháng dịch rồi nhà nước cô cho tiền người 1 triệu, đầu người 1 triệu á. Vâng. Rồi cô cũng có giấy nữa nhưng mà hai bé này không có khai sinh. Wow. Nên người ta không cho cô lãnh. Vậy hả? Dạ. Vẫn chưa có khai sinh của hai bé luôn? Dạ chưa, nhỏ này đẻ ra thì mẹ nó chưa làm khai sinh, còn hằng đó thì đẻ ra 10 mấy triệu. Vâng. Mà không có tiền đóng, còn thiếu ở Từ Vũ 3 triệu người ta giữ lấy giấy chứng sinh lại rồi. Bây giờ không có chứng sinh, không có gì hết á. Còn con nhỏ này có giấy chứng sinh mà chưa làm cái sinh, kìa giờ bác ấy. Cười dễ thương chưa? Đi học hả? Con cầm ba lô đi học hả? Dạ đi con. Hả? Nó nói chuyện nhỏ lắm. Vâng. Con đi học. Mà cô ơi, cho con hỏi câu tế nhị một chút là tại sao mà anh lại phải đi như vậy ạ? Trời ơi, thì cô cũng không rành nữa con ơi, nói ra nó cũng buôn bán ở ngoài dòng xây này nè. Rồi bạn bè rủ rồi chơi, chắc chơi bạ, chơi ma tí hay gì đó cô không biết. Rồi công an bắt rồi thử test đó, nó có, rồi đưa đi. Dạ. Chứ không có buôn bán bất pháp gì hết trơn á. Nhưng mà mình có biết là anh đi trong vòng khoảng bao lâu không? Dạ mười, nó ba nó điện về, nó vẫn hỏi thăm, nó kêu mẹ gắng nuôi hai nhỏ giùm con. Rồi 17 tháng con về. Vài tháng anh về hả? 17 tháng, xử nó 17 tháng. Vâng. Đi cai nghiện á. Rồi là bữa giờ là chị có về nhưng mà không có cho tiền. Dạ. Không có chỉ thấy thăm mình ấy kệ nó thương con nó thăm nó làm cô cũng không hỏi. Vâng. Tới khi cô không có tiền cô nói thôi có tiền không cho con mua sữa nó nói nó làm gì ra tiền cho. Muốn ấy thì bán thận nó đi nó nói vậy á. Trời đất ơi. Rồi cô cũng không nói gì kệ mà không có thôi tao vẫn làm tao nuôi.
Là cô là có một người con thôi hả hay sao? Đâu, cô bốn người con, mà người con lớn cũng khổ, có vợ hai ba đứa con. Rồi nhỏ con gái thì cũng khổ, bán buôn bán ở ngay vòng xoay nè con, cũng dạ. khổ. À đứa nào nó cũng khổ nên thôi cô tự làm, cô vâng. tự sống. Dạ, chứ giờ mà... báo con cũng không được. Vâng. Nên là anh chị đều khó khăn cả nên là dạ, cô cũng không rồi, muốn nhờ à. Cậy gì đúng cả. Đúng rồi, cô dạ. cũng thấy ai cũng khổ nên cô. Thằng kia thì chạy gáp nuôi hai ba đứa con đi học. Vâng. Cô được bốn đứa, còn thằng Út bây giờ nó khùng khùng rồi. Ủa vậy nữa hả cô? Dạ, còn Út nó khùng khùng rồi, nó bên vợ nó rồi, nó nghe lời giờ chơi bậy bạ, giờ nó khùng rồi, giờ nó ở bên Lê Phong ảnh. Dạ. Nó cho kẹo nè cơ. Con nghĩ rằng là chắc là cô cũng khá là buồn và đau khổ đúng không cô? Đúng rồi, cô tại đau khổ. Nãy giờ là con trò chuyện với cô là cô khóc liên tục đó. Tại vì đêm á, cô nằm tới giờ cô không có ngủ. 2-3 giờ đêm cô chưa ngủ nữa, cô rầu. Vâng. Ba nói thì không có tiền đi nuôi đi chăm. Còn đó, tụi đó thì khổ. Đi lượm lặt thấy đau lắm. Nhưng mà giờ biết làm sao giờ. 7-8 tháng nay không có tiền đi thăm. Vâng. Rồi nó có điện về mỗi tháng rồi cán bộ được cho điện về. Dạ. Thôi mẹ gắng lo cho hai nhỏ giùm con đi, rồi con về con làm con mẹ nuôi hai nhỏ. Dạ. Rồi cô thấy vậy nó thôi để mẹ gửi cho con 100-200 nó nói thôi mẹ đừng gửi, mẹ lo cho hai nhỏ là con mừng rồi. Tại nó cũng biết hoàn cảnh cô khổ không có ai hết. Vâng. Chứ cô cũng tự bươn chải tự sống. Hồi nào giờ cô tự sống mà cô tự làm. Rồi cô ơi, có khi nào mà cô đã muốn buông xuôi tất cả mà mình muốn cục ngã chưa? Cô cũng muốn lắm đó con, nhưng mà cô nghĩ là hai đứa nhỏ này tội nghiệp nó. Vâng. Nhiều khi cô nói thôi trời ơi, chắc làm hết nổi rồi, chắc đem trả cho mẹ nó quá à. Dạ. Thì cô nghĩ lại nếu mà cho nó thì được rồi, trả nó. Sợ nó đem đi nó cho rồi tội nghiệp hai đứa nhỏ. Vâng. Rồi cô nó hơi gán gượng. Nhiều khi cô bị bệnh mà cô cũng gán gượng luôn á, gán đi lượm đi lặt lo cho hai nó. Dạ. Thì cái cuộc sống mà của cô bây giờ là đi lượm bán vé số. Dạ đi lượm. Cái thu nhập ấy thì một tháng của cô nó có ổn định không ạ? Nó có đều đâu không? Có đủ đâu em. Có bữa thì nhiều khi người ta thấy tội nghiệp người ta cho 50-100 rồi đó, rồi để dành, rồi người ta cho trái cây hay gì á để dành cho mấy nhỏ nó ăn. Vâng. Chứ cô thu nhập thì có bữa có bữa không. Dạ. Rồi với số thì ngày nào cũng có 100 ngàn vậy đó, người ta bỏ vậy đó lời 100 ngàn. Vâng. Rồi lấy 100 ngàn đó mua sữa. Rồi tiền sữa này kia đấy thì hai bé này có tốn kém nhiều không cô? Thì hai đứa nhỏ một ngày 10 bịch sữa là 70 ngàn. Ờ à, nhiều vậy hả? Giờ nó không ăn rồi phải cho nó bú, chưa về ngủ phải cho nó đứa một bình. Vâng. Có khi không đủ thì nó không no. Là cô mua sữa bịch hay sao? Dạ đúng rồi, cô mua sữa bò có đường đó cô. Sữa vâng. bịch đó. Dạ. Ngày nào cô cũng mua sáng 5 bịch. Có khi nó bú, nó ăn cơm no thì nó không bú nhiều thì cô mua chừng 6-7 bịch, 5-7 bịch. Vâng. Rồi cô để dành lại những ngày sau mà không có sữa thì cô cho nó bú lại. Dạ. Mang lên đi con, đeo lên. Là cả hai bé là đều uống sữa hết? Dạ. Bé này vẫn còn cho bú. Vâng. Tại vì nhiều khi thấy nó tội nghiệp nên cho nó bú nữa, không có tiêu thôi, chưa cho bú nữa. Nên nội mang lại cho, nội mang lại cho con đi học. Trời ơi, nhìn chắc thích đi học lắm rồi á. Ờ, thích đi học lắm. Đeo vào chú coi coi nào. Đeo vô cho chú coi đi. Trời ơi, dễ thương chưa? Cười đi, cười. Thích chưa nè? Thích lắm, nó thích đi học. Là cái chú hỏi coi. Là chú hỏi coi con đi học không? Là chú hỏi không nè, con thích đi học không? Hả? À, nhìn lên đây chú nói nhìn lên chú kìa, nói con thích đi học không? Ngại hả? Mắc cỡ. Trời ơi, gì đáng yêu chưa? Đến năm năm sau á, bảo bà nội là cho đi học nhá. Dạ đi con. Nha. Dạ, nói nội đi rồi đi kiếm tiền để cho con đi học nha. Trời ơi, năm sau ba về rồi. Năm sau ba về rồi. Năm sau ba về rồi. Ba đi làm cho con có tiền đi học. Ba nó có nghề mà, ba nó nghề nhôm kiếng alu á chú. Làm nhôm kiếng hả cô? Làm nhôm kiếng alu, mấy cái nhà cửa này là ba nó làm được hết luôn, ba nó là thợ mà. Vâng. Rồi làm ăn rồi mà bị làm được, có bữa được, bữa không đó. Rồi cô mua xe trái cây á, cho nó ra buôn bán. Vâng. Rồi ban ngày cô bán, nó giữ hai nhỏ, ban đêm rồi cô vô rồi nó ra nó bán.
rồi không biết sao quá, rồi nó đi mua cơm á, nó bị công an bắt, rồi vô thử test nó có rồi đưa nó đi. Vâng. Như con. Khi mà cô biết cái chuyện đó ấy, thì cái cảm xúc của cô như nào, cô có sốc không cô? Cô đau lòng lắm, cô nói hả, trời con cô giỏi giang, nó làm ăn nó hiền lắm, mà tại sao ngày giờ này nó bị vậy, nên cô cũng gắng dặn lại để lo cho hai đứa nhỏ. Vâng. Đừng có. Lúc đấy cô có giận anh không cô? Tức lắm chứ, định bỏ luôn, không nuôi, không thăm luôn. Vâng. Rồi cái nó điện về, nói mẹ ơi con biết lỗi rồi, mẹ thương con, mẹ lo cho hai nhỏ giùm. Rồi nó năn nỉ, nó khóc, rồi cô mới về, cô bỏ cô đi mà. Vâng. Cô đi rồi nó bị vậy, rồi nó điện về, rồi cô mới về, cô ẵm hai đứa nó đi nuôi luôn tới giờ luôn. Dạ. Còn này đó để mẹ nó nuôi. Cô định ẵm nhỏ này đi, rồi cô đi làm mướn người ta mới được. Dạ. Rồi xong nó nói giờ nó giữ thằng này nó làm ăn không được, nó không buôn bán gì được, nó không làm gì được, giờ nó giao á, rồi không giữ rồi nó đi cho người ta, thấy vậy thôi ẩm vô. Là mẹ của bé nói vậy hả? Dạ. Thế bây giờ chị là làm công việc gì hả cô? Cô không rành nữa, nó giờ cô không quan tâm tới con ơi, cô chỉ lo cho hai đứa nhỏ thôi. Còn chuyện sau này nó con cô về rồi, nói với con cô sao rồi chuyện của nó, cô không vâng. có quan tâm tới. Cô chỉ thấy tội nghiệp cho hai đứa nhỏ này, cô gắng lo nó thôi. Nhiều khi đêm nằm ra giá trời cho đừng có gì hết, để lo cho nó hoàn tất. Sau này để ba nó về rồi trả cho ba nó, rồi muốn mình như thế nào cũng được. Dạ. Rồi bây giờ hiện tại thì chỗ cô ở trọ đấy, cô có nợ tháng nào không? Tháng trước thì 1,2 triệu với tiền nhà, tiền điện luôn, mà cô mới trả 900,000. Nhưng mà chủ nhà ta thấy tội nghiệp ta cũng không nói tới đâu. Vâng. Rồi 24 này là tới tìm nhà tiếp nè, mà giờ cô chưa có tiền, giờ cố gắng đi lượm lại. Vào đây đi con, vào đây không xe đấy. Trời ơi. Cố gắng đi lượm nó kiếm tiền, đóng tiền cho người ta. Vâng. Chủ nhà ta thấy cô khổ quá, đưa 900 ta cũng lấy à. Mà 900 cô á bán cái số để dành á. Dạ. Rồi cô đóng có 900 còn thiếu tiền lợi, nhưng mà nó ngay chủ nhà ta không nói gì hết, ta thấy hoàn cảnh hai ba là cháu thì tao mới nói. Rồi 24 mình tới tiền nhà, bởi vì giờ gán làm mới kiếm tiền đóng tiền nhà cho người ta. Giờ là mình không còn người thân thích gì hả cô? Không, bà con thì ai cũng nghèo, với hai cô có mặc cảm, cô nghèo cô không tới ai hết á. Cô cũng có bà con dòng họ mà mình nghèo quá không dám đến ai hết. Sợ người ta sợ mình xin tiền. Nhưng mà con nghĩ rằng ấy, cô có nghĩ thế liệu có gọi là mình nghĩ quá không? Không, giờ cô khổ rồi. Đôi khi rồi là cô... cái tình cảm thì mình có thể mình cũng ghé thăm bình thường được mà. Không, như cô ngại, cô có mặc cảm, cô không ghé ai hết. Dạ. Rồi ba bà cháu đi lượm rồi xong rồi trưa về cho ngủ, rồi tối đi, trưa đi, chiều đi, rồi tối về ba bà cháu lủ thủi trong nhà vậy. Không có, ít có ghé ai chơi lắm. Vâng. Con ơi, đổ thuốc của bà nội đó, nội pha cho con uống nè. Con uống thuốc nghe không? Con đi đâu vậy? Lên xe đi mấy con, lên đi xe học đi. Đi lên xe. Có gì bà nội chết đó. Banh, banh hả? Chơi banh hả? Chơi banh hả? Banh. 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 Banh, 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 banh. Quá trời ơi, quá. Kìa cá, chim bay kìa, chim bay kìa. Hả? Kim bay á. Sao mà đầu toàn kim tuyến thế này, mấy đổ thì đến trời ơi vậy? Con ơi, mấy cái hũ kim tuyến á, người ta bỏ trong đây nè. Vâng. Nó lấy ra hai chị em nó đổ đầy trên xe hết trơn. Xe này người ta cũng mới cho tiền mua. À là cô, cái xe này là cô được người ta cho luôn hả? Dạ. 4,5 triệu đó là cái nhỏ ở trên ngay vòng xây nè. Dạ. Rồi nó thấy vậy nó mua cho ba bà cháu đi. Ăn tối đi bán vé số rồi chạy sớm về cho được nhận ngủ. Đói bụng rồi hả? Đói bụng rồi, sáng giờ chưa ăn gì hết. Cơm ngon quá kìa. 25,000 người ta bán cho ngoài đường này. Vâng. Bán cho nhỏ ăn. Đi nội trang nước mắm cho con ăn nha. Mắm ăn nha. Hồi xuống dưới đất có dơ á. Ăn dơ, bóc dơ á con. Ăn đi con. Gắn mà. Nè em, ăn đại vô. Ăn canh không? Canh ha, hãy cho ăn canh nha em ăn ha. Canh. Canh ha. Để xuống, để xuống.
Để cái nè. Trứng. Trứng, đâu có trứng đâu. Nè, nè trứng nè. Trứng nè, ăn, ăn đi. Mua mấy con, mua mấy. Nè nè nè, nọ đưa múc canh ăn nha. Ờ, múc canh. Kem. Ăn vô, ăn vô. Canh ha, ha. Đây nở chỗ hết canh. Dạ vâng, thưa mọi người, đây chính là hình ảnh của ba bà cháu. Bây giờ thì cũng đã là buổi trưa, cho nên là bà đang cho các bé ăn. Canh ha, rồi canh. Hình ảnh mà bà phải gồng gánh đi lượm ve chai bằng ve số để nuôi các bé. Thật sự là chúng ta sẽ không thể nào kiềm lòng được. Bí ha, rồi nè, bí. Ôm, dở quá. Nè, em ăn chả nè. Ngồi ôm nổ hoài vậy, ăn đi. Thương nội hả? Thương nội hả? Sao mà ôm hôn nội hoài vậy? Nó ôm tối, hai bà, hai nó ôm, hai đứa ôm cô cứng nhắc nè. Vâng. Thì thấy nó cũng thương là dỗ đứa này ngủ xong ôm xoay qua ôm đứa kia. Dạ. Thì vô vô cho thằng này ngủ trước. Thằng này lúc nào cũng ngủ trước hết á. Dạ. Mới xoay qua giỡn với con này, ôm con này. Thương nội không? Không nội miếng á. Không nội miếng á. Thương nội á. Cười. Ăn đi con. Ăn đi. Mau đi ăn mau lớn đi con. Ăn mau lớn nha. Ăn hết. Mai mốt là học giỏi nhá. Dạ đi con. Ăn đi học giỏi nha. Quần áo ta cho không à? Vâng. Ta cho đồ nhiều lắm, quần áo cỡ nó. Nói với thằng này. Ta cho. Để đây đi, để đây đi. Em đi học không? Em đi học. Nó nghe trả lời nó đi học á. Em đi học không? Học không em? Con đi học, con muốn đi học phải không? Để sang năm đi nào có tiền để cho con đi học nha. Ha. Con muốn đi học hả? Nè em ơi, em đi học không? Té em ngồi vậy. Thì con cũng tìm hiểu sơ qua thì được biết là hoàn cảnh mình như vậy. Dạ. Dạ thì thôi thì con cũng có một chút gửi cho cô để dạ. Con có thể là mình đóng tiền phòng cũng như là mua sữa cho các bé dùng con ha. Dạ dạ. Dạ thì như lúc đầu con chia sẻ với cô thì con có làm bên YouTube, con làm thiện nguyện đấy. Dạ. Cũng hay chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Thì cô cũng con cảm ơn con với mấy người trên làm YouTube đó. Vâng, có đây gì thì con có 2 triệu con gửi cho cô ha. Dạ dạ dạ. Đây là cái số tiền của anh Thái Quốc Cường. Dạ. Thì con cũng trích ra để giúp cho cô. Dạ. Ha. Tôi cũng cảm ơn chú Cường giúp đỡ cho bà cháu qua trên nạn khổ này chứ. Tôi cảm ơn. Dạ, cô có thấy vui không cô? Vâng. Vâng. Có tiền được cảm ơn. Dạ. Cho mấy nhỏ mướn nhà cho tụi nó ở đỡ nắng đỡ mưa. Vâng. Có bao giờ mà cô mà mình đã trải qua cái tình cảnh mà khổ cực như bây giờ chưa? Chưa. Từ ngày xưa. Giàu gì cũng hồi xưa giờ cũng có nhưng mà cũng có nhà có cửa ở, cũng có gia đình hạnh phúc. Dạ. Có con có cái đồ, giờ là có mình ba bà cháu đơn chiếc thôi, buồn. Dạ. Nhiều khi nằm suy nghĩ là tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Chắc hẳn là hai bé này cũng là nguồn động lực chính để cô cố gắng theo đúng, cô. Đúng rồi, nếu không có hai nhỏ cô cũng đi vô chùa cô ở, cô cũng ở ngoài này đâu. Dạ. Cô cũng định lên chùa ở Hà Tiên cô ở á. Dạ. Mà thấy hai đứa nhỏ này không nỡ bỏ nó, kể gắn cô cài nó nuôi nó. Tại năm nay cô cũng gần 60 tuổi rồi. Dạ. 58 tuổi rồi. Bây giờ thôi kể gán nuôi nó sang năm ba nó về đi rồi tính sao. Ừ, thì thôi con cũng một lần nữa thì chúc cô với lại các bé. Dạ. Sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới nha. Dạ cô cũng chúc tụi con làm ăn trên đường gặp nhiều may mắn nha.
Dạ. Cô không biết nói gì hơn. Rồi, cảm ơn chú có nào gửi tới thôi. Rảnh rảnh thì con lại ghé thăm ba bà cháu sau. Dạ, đó. Dạ, cảm ơn chú. Vâng. Dạ. Dạ. Dạ vâng, thưa mọi người thì em cũng xin phép kết thúc cái clip này ở đây. Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị đã theo dõi. Hẹn mọi người ở những nội dung sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.